I got new how I start. Không, anh gặp ai? Review vườn hồng chiều đôi. Hằng ơi, hồng nha. Đấy, đấy là đệ tử của anh. Đấy là đệ tử của anh. Đấy là em đẹp trai em chưa vậy này. Còn em có vào đây, để nó xuống. Ui, sáng nay ăn thử thoải mái cho nồi. Đi. Của nhà như của nhà ai nữa em? Đấy là đệ tử đi à? Đấy là đệ tử chuyến đi bên trong. Thứ nhất là chuyến bên trong và chuyến đi hải trồm không? Chính nhân nắng thật. Ta tăng biển biết đang lên nè. Đây mày cứ nó đi chút chút. Hai. Ai có nhu cầu ăn hồng? Chị cha bà nội, lắm là đấy là đó là che mắt lá đấy biết nào rồi nhá lắm lá không có bay hơi đó là ta lấp lá rồi nhá quên ơi xuống đây mình đấy quên. Chị để mày ở ngoài không biết tên luôn Hoàn Nguyệt á Hoàn Nguyệt đúng lại ta đã mời em ăn mà tự nhiên này nói cho anh ăn. Dạ. Đường Thúy. Đây là Thanh vẫn ăn trộm không? Nhà này nhiều lắm, ông nhiều, có tiếng không?